Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đinh Thị Ngân, sinh năm 1979, trú tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ngân nguyên là quyền cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Đinh Thị Ngân được công ty xăng dầu Quảng Bình giao trách nhiệm làm quyền cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Năm 2019, Đinh Thị Ngân đã xuất bán hàng hóa gồm xăng dầu, ga, thu tiền của nhiều doanh nghiệp, cá nhân nhưng không báo cáo nộp về công ty xăng dầu Quảng Bình. Số tiền mà Đinh Thị Ngân chiếm đoạt của công ty xăng dầu Quảng Bình là hơn 900 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã đưa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Đinh Thị Ngân về tội tham ô tài sản và ra quyết định truy nã người này. Sáng nay tại km số 53 870 quốc lộ 5 hướng Hà Nội đi Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn làm một người chết, hai người bị thương. Theo xác minh ban đầu của cảnh sát giao thông, lái xe là Đỗ Văn Giang ở Khánh Công, Yên Khánh, Ninh Bình, điều khiển xe ô tô đầu kéo 15C 25580 đi hướng Hà Nội Hải Phòng va chạm với xe tải 34C 33068 do anh Lê Đình Thuấn ở xã Ninh Hải, Ninh Giang, tỉnh Hải Dương điều khiển cùng chiều và chạm cùng chiều với các xe ô tô đầu kéo 15H00354, 34H00663 khiến xe 15C25580 vắt ngang giải phân cách. Vụ tai nạn còn khiến xe ô tô đầu kéo 29H80433 do Trần Văn Đông ở Xuân Trường, Nam Định bị lật nghiêng, cắt ngang chiều đường hậu quả năm xe ô tô hư hỏng bà bùi thị loan ngồi bên ghế phụ tử vong tại hiện trường hai lái xe bị thương nặng là anh lê đình thuấn và phạm công mạnh